bài này một v một chỉ là nữ chủ giai đoạn trước không biết, thích em gái có thể yên tâm nhảy hố. Tô Quỳ với tư cách là một thiên kim tiểu thư có tiền có quyền, cương nhiên bị đánh gãy chân. Vì thế nàng quyết đoán đem một đôi cậu nam nữ chỉnh thân bại danh liệt. Nhưng mà cậu cấp cũng có nhảy tường thời điểm, cho nên nàng chết. Chúc mừng kích phát nữ phối thượng vị hệ thống, có hay không cùng bản hệ thống trói định. Về sau, Tô Quỳ bắt đầu quá trình ngược đãi bao nữ, mây, chủ, nàng, chua xót, sương mù dày đặc. TS. Chú ý, bài này có cực phẩm mỹ nam thường lui tới. Anh muốn loại cam nào? Chó trung thành. Ma thú. Tảng băng trôi. Ngạo kiều. Không sao, vui lòng toàn bộ thỏa mãn ngươi. Thật thơ sơ. Thích thỉnh sưu tầm bỏ phiếu nga, các ngươi sưu tầm chính là động lực của ta, Ma Đát ba, xuyên nhanh nữ thần có chút ngọt không đạn cửa sổ, xuyên nhanh nữ thần, có chút ngọt TXT toàn tập đao loa, xuyên nhanh nữ thần, có chút ngọt. Chương 1 Tàn phế tiểu thư 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Tàn phế tiểu thư 1 Cùng với tiếng phanh xe chói tai, là màu đỏ trước mắt. Khi tô quỳ tỉnh lại, thân ở trong một không gian tối đen. Ta đây là Ở đâu? Cô giật giật thân thể, phát hiện cả người nhẹ nhàng bay bổng một chút cảm giác đau đớn cũng không có không đúng rồi không phải cô bị cô gái đê tiện kia lái xe đụng sao như vậy mãnh liệt mang theo hận ý va chạm làm cho tô quỳ rõ ràng nàng cho dù không chết cũng phải nửa tàn nhưng bây giờ là tình huống gì tô quỳ xuất thân từ thế gia cao cấp từ nhỏ được nuông chiều từ bé đầu óc thông minh có lẽ chuyện sai lầm duy nhất trong cuộc đời cô chính là ở cùng một chỗ với một tên cặn bã, còn bị đánh gãy chân. Tuy rằng nàng quyết đoán hung hăng trả thù trở về, để cho đôi cậu nam nữ kia thân bại danh liệt, nhưng là, nàng cũng đồng dạng trả giá sinh mệnh đại giới. Đúng vậy, Tô Quỳ rõ ràng nhận thức được, cô đại khái đã chết. Dù sao, không có người bình thường nào có thể chịu đựng được khí thế hung hăng va chạm như vậy. Tô Quỳ siết chặt nắm đấm. Đột nhiên, một thanh âm máy móc lạnh như băng vang lên trong không gian đen kịt không thấy năm ngón. Chúc mừng ngươi thành công kích phát nữ phối thượng vị hệ thống, có hay không cùng bản hệ thống trói định. Tô Quỳ ngẩn ra, sau đó liền tỉnh táo lại, là ai thân ở địa vị cao mấy chục năm, đủ để cho nàng gặp chuyện thấy biến không sợ hãi. Bản hệ thống tôn chỉ là Cứu vớt nữ phụ, đánh bại bạch liên hoa nữ chủ. Tô Quỳ nàng cũng từng tại bạn tốt dẫn dắt hạ xem qua mấy bộ internet tiểu thuyết, chỉ là vẫn cho rằng kia đều là hư ảo, không nghĩ tới hệ thống đồ chơi này thật đúng là tồn tại. Trong lòng tô quỳ dần giấy lên một tia hy vọng, sau khi trói buộc, ta có phần thưởng gì không? Còn có thể sống lại hay không? Sau khi trói định chủ ký sinh sẽ xuyên qua đến các vị diện thế giới, trở thành nữ phụ, ngươi cần thay đổi vận mệnh bi thảm của nữ phụ, sau khi nhiệm vụ thành công, ngươi sẽ tích lũy đến điểm hối đoái nhất định, sử dụng điểm hối đoái có thể đổi lấy nước thuốc phục sinh. Hệ thống tiến vào đến ngược, 10, 9, 8, 7. Tô Quỳ còn không kịp kinh hỉ, nghe đến đó vội vàng nói, hệ thống cố định. Đinh. Hệ thống trói định bên trong. Hệ thống trói định thành công, mời ký chủ chăm chú đọc nữ phối thượng vị sổ tay, sắp bắt đầu cái thứ nhất vị diện truyền tống. 5, 4, 3, 2, 1 truyền tống bắt đầu. Theo thanh âm hệ thống hạ xuống, Tô Quỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Năm đại nguyên thứ bảy, Phủ Thái Sư Một tòa viện lộng lẫy dị thường tọa lạc trong đó, trong viện rực rỡ sắc màu, trong phòng trang trí xa xỉ. Lúc này trên giường nằm một thiếu nữ tuổi chừng 16, khuôn mặt tái nhật. Hai mắt nhắm chặt, lông mi công vút như một con bướm vỗ cánh, cánh môi không có một tia huyết sắc. Lúc này, thiếu nữ trên giường chậm rãi mở hai mắt, con ngươi trong suốt như một dòng suối trong vắt, bình tĩnh không gần sóng. Tô Quỳ chậm rãi tiêu hóa trong đầu hệ thống truyền cho nàng nội dung vở kịch giới thiệu, nơi này là một cái trống rỗng triều đại, gọi là đại nguyên. Chủ nhân hiện tại của thân thể nàng là trưởng nữ của Phùng Thái Sư Đương Triều, Phùng Yên Nhiên. Một cái cực kỳ bi thảm nữ phụ, có thể nói nàng cả đời chính là dùng để làm nền nữ chủ. Nữ chủ Phùng Thanh Thanh là tam mùi của nàng, tuy là thứ xuất nhưng cực kỳ được sủng ái. Ngược lại Phùng Yên Nhiên tuy là con ruột, nhưng thổi nhỏ mất mẹ, hơn nữa hai chân tàn tật không tốt, tự nhiên dưỡng thành tính cách thô bạo vô thường, cực kỳ khiến người ta phiền chán. Nam chính chính là hoàng đế đương triều, hiện tại bị nhiếp chính vương quân mạc quản chế, bất quá sau này nam nữ chính liên thủ, tự nhiên sẽ đem hết thảy trở ngại bọn họ toàn bộ nhổ bỏ. Mà Phùng Yên Nhiên không thể nghi ngờ là một nữ phụ xứng chức chạy như điên trên đường cái tìm đường chết, chỉ vì làm cho tình cảm nam nữ chủ thêm chút ngột ngạt, sau đó làm cho bọn họ càng thêm ân ái. Brin sách mới, trùng sinh quốc dân nữ thần. Ảnh đế đại nhân, Moa Đắc, cầu cất giữ cầu cất giữ, cứu cứu hết thời tác giả đường vui lòng đi, Brin mang theo quốc dân nữ thần toàn bộ viên hướng ngài cúi đầu. Hết chương này. Chương 2 Tàn phế tiểu thư 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2. Tàn phế tiểu thư 2, câu chuyện cuối cùng, Phùng Yên Nhiên công thành lui thân, bị gia tộc vứt bỏ, từ nay về sau thanh đăng cổ phật, tàn sinh này. Tô Quỳ nhắm mắt lại, nhìn xuống chữ má nó xúc động, nếu như hệ thống có thực thể, Tô Quỳ tin tưởng, nàng nhất định có thể tươi sống hủy đi nó. Tất cả vì sống lại, Tô Quỳ nắm chặt tay. Mở mắt ra, trong mắt nhiễm một tia lợi khí, đây là tính nết của nguyên chủ. Tô Quỳ vung tay lên, đem chén thuốc thấp hơn bên giường, lạch cạch, đánh rơi xuống đất, chén sứ phát ra một tiếng đâm vang, vỡ thành vài mảnh. Vì thế, các thị nữ vội và chạy vào liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của đại tiểu thư, môi anh đào miếm chặt, trong đôi con ngươi tràn đầy thô bạo. Các nàng kích động rùng mình một cái, thình thịch quỳ xuống, tiểu thư. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Tô Quỳ hừ lạnh, từ khi bổn tiểu thư thức tỉnh tới nay, bên người ngay cả một người trông coi cũng không có theo ta thấy một đám tất cả đều là thiếu thu thập bằng không người bên ngoài còn tưởng rằng các ngươi là chủ mà ta là người hầu đâu cái mũ lớn này chụp xuống còn được sao các nàng đều là nha đầu ký tử khế chủ tử mất hứng tùy ý đánh chết cũng không ai hỏi thăm lúc này hai nha đầu sợ tới mức hoa dung thất sắc nước mắt nước mũi một phen bang 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 bang, bang liệu mạng dập đầu trong miệng hô thẳng, ô ô ô đại tiểu thư tha mạng a tam tiểu thư tiền viện dời phòng cần nhân thủ lúc này mới nhờ các nô tỳ giúp đỡ kính xin đại tiểu thư tha thứ nô tỳ lần sau không dám nữa tô quỳ nghe xong không giận mà cười Đuôi mắt trên chọn mang theo phong tình nói không hết a à, phụng thanh khúc khúc nàng một thứ xuất tính là cái gì cũng dám sai khiến nha đầu của ta như vậy đi các ngươi nếu thích ở chỗ nàng hầu hạ ta cũng cho các ngươi ân điển cái này thu thập một chút đi trong viện nàng hầu hạ đi nàng vừa dứt lời hai nha đầu nhất tề thay đổi sắc mặt tiểu thư tha mạng tiểu thư tha mạng ô ô ô phải biết rằng trong phủ thái sư quy cũ cực kỳ nghiêm khắc hạ nhân bị chủ tử chán ghét không chết cũng phải lột da a à. tô quỳ lười nghe các nàng làm sao kêu tại hệ thống cho nàng nội dung vở kịch đại khái bên trong này hai cái phùng yên nhiên bên người đại nha đầu nhưng là sớm đã bị tứ di nương mua chuột có thể nói phùng yên nhiên có thể dưỡng thành tính tình ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng như bây giờ cùng kết cục bi thảm sau này công lao của hai nha đầu này không thể bỏ qua hôm nay có cơ hội tốt như vậy nếu tô quỳ không công buông tha vậy cũng không phải là nàng có thù tất báo tính cách sớm thu thập những con tôm nhỏ này trọng điểm còn ở phía sau vì vậy tô quỳ mặt lạnh cao giọng xông ra ngoài cửa hô người đâu cho ta đem hai cái này cổng chủ nha đầu kéo ra ngoài không cho phép các nàng lại bước vào viện của ta. Một ma ma lên tiếng đi vào, trong tay nàng bưng canh hạt sen, phía sau mang theo hai bà tử thô sứ, thấy tô quỳ tỉnh vui mừng quá đổi, vội vàng vài bước đi tới trước giường nàng, thân thiết hỏi, thân thể đại tiểu thư còn khó chịu không? Thấy sắc mặt tô quỳ khó coi, trước giường lại là một mảnh hỗn độn, vội vàng truy hỏi là chuyện gì xảy ra. Chờ nghe xong từ đầu đến cuối, cốc ma ma lập tức nổi giận trong lòng, một bước dài vọt tới trước người nha đầu đang quỳ một cước đá ngã một cái chỉ vào mũi các nàng mắng to hay cho ngươi cái móng đê tiện cổng chủ tứ phòng là cho các ngươi vàng hay là cho các ngươi bạc để cho các ngươi để chủ tử kim quý không hầu hạ bà ba, ba chạy tới dáng một tên đê tiện ta một hồi không ở đây các ngươi đều muốn ngất trời đúng không bàn tay vung lên hướng hai thô sử bà tử nói đem hai nàng vặn ra ngoài nhốt vào sài phòng cho ta hung hăng mà đánh đợi ta xin chỉ thị lão phu nhân, lại đến định đoạt. Đại tiểu thư nhà nàng, mặc dù không tốt, cũng là chủ nhân quý báu đỉnh đầu phủ thái sư, càng là con ngươi của lão phu nhân, không chấp nhận được người bên ngoài giẫm đạp mảy mây. Nếu hai tên đê tiện này nhất định phải đuổi theo chịu chết, cốc ma ma cũng không ngại vết gà dọa khỉ. Cũng để cho đám hạ nhân phủ thái sư nhìn xem, ai mới là chủ tử chân chính trong phủ. Hết chương này. Chương 3 Tàn phế tiểu thư 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio B5, 03 giá trị thông số kia, cài 3, mắt lạnh nhìn hai nha đầu sụi lơ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt bị vặn vẹo hai tay kéo ra, tô quỳ từ từ ngáp một cái, một giọt nước mắt trong suốt treo ở trên lông mi, muốn rơi không xong, chọc người triều mến đến cực điểm. Thân thể này chủ nhân mấy ngày trước cùng Phùng Thanh Thanh ra ngoài đạp thanh, nào biết trên đường lại cùng mấy cái đối thủ một mất một còn gặp nhau, mấy cái tiểu thư kia tự nhiên đối với nàng hảo một trận chăm chọc khiêu khích. Phùng yên nhiên tính cách táo bạo dễ giận, dưới một phen dây dư cư nhiên cả người lẫn xe lăn cùng nhau lăn vào hồ sen, lúc bị người vớt lên đã hấp hối. Có lẽ cô oán hận chấp niệm quá sâu, lúc này mới đợi được tô quỳ đến. Cốc ma ma thấy tô quỳ ngáp một cái, bộ dáng khiến người ta triệu mến, tầm can trong nháy mắt đều tan biến, khuôn mặt nhăn nhúm cười thành hoa cúc có lẽ nha đầu phùng yên nhiên ở trong mắt người ngoài là một ma nữ hỗn thế không hơn không kém tính cách cũng âm tình bất định máu lạnh dị thường nhưng ở trong mắt vú ma nuôi lớn nàng từ nhỏ nàng chỗ nào cũng tốt vì vậy cốc ma ma ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn trời hiền lành nói đại tiểu thư vừa tỉnh lại thân thể suy yếu lại nằm một lát đi vừa mới tỉnh lại đại náo một trận tô quỳ quả thật có chút mệt mỏi huống chi nàng còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với cốc ma ma đối xử tốt với nàng như thế nào liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu được sau đó lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì sắc mặt kịch biến hung tợn nói với cốc ma ma hung hăng trừng trị hai nha đầu cổng chủ kia cho ta cũng để cho các nàng biết ta không phải dễ chọc cốc ma ma vội vàng gật đầu trấn an đại tiểu thư chớ giận ta đi hồi bẩm lão phu nhân nhất định phải nghiêm trị hai tên đê tiện này lại dịch dịch gốc chăn cho nàng lúc này mới vội vàng rời đi trong phòng nhất thời tĩnh lặng tô quỳ rũ mắt suy nghĩ muốn thay đổi vận mệnh của phùng yên nhiên lấy thân thể bất lương của nàng khẳng định gian nan vạn phần hơn nữa trên thế giới này không phải nàng nhìn xuống không tìm đường chết là có thể chạy thoát bị pháo hôi vận mệnh kết cấu chủ yếu của thế giới này chính là do nam chính nguyên dương đế nguyên thần và nữ chính phùng thanh thanh tạo thành chi nhánh tiếp theo mới là bia đỡ đạn cho những nhân vật nhỏ không quan trọng như bọn họ nếu là như vậy tô quỳ làm sao có thể ảo tưởng có thể thoát khỏi chủ đề phát triển của câu chuyện chứ có thể nói hiện tại bày ra trước mặt nàng chỉ có hai con đường một pháo hồi chính mình hai phản pháo hồi nam chủ cùng nữ chủ chính mình xoay người làm nữ vương quấy rối thế giới này đương nhiên vì cố gắng kiếm điểm đổi Tô Quỳ chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Dù sao hệ thống chỗ hố chính là ở thương trường đồ vật đều đáng chết đắt, muốn đổi đến nàng tha thiết ước mơ phục sinh nước thuốc, liền cần 100 triệu đổi điểm. Ở trong đầu sửa sang lại phương hướng đại khái phải cố gắng, Tô Quỳ từ từ thở dài, thật đúng là gánh nặng mà đường xa a. À. Muốn thay đổi vận mệnh của Phùng Yên Nhiên không khó, nhưng tham sống sợ chết cũng không phải tính cách của Tô Quỳ Tô Đại Tiểu Thư. Nàng không chỉ muốn bảo trụ chính mình, còn muốn bảo trụ cốc ma ma bên người cùng với tổ mẫu phùng lão phu nhân đối với nàng bảo vệ có thừa bất quá chỉ cần có thể ông lên một cái đùi thô hết thảy liền giải quyết dễ dàng mà tô quỳ duy nhất ngón tay vàng đại khái chính là biết thế giới này đại khái hướng đi thật khéo không khéo hiện tại cách chuyện xưa bắt đầu còn kém ba tháng nam nữ chủ còn không có gặp mặt triều đại nguyên sau lưng đương gia vẫn là nhiếp chính vương quân mạc nếu như có thể leo lên một cây đại thụ như vậy Tô Quỳ tim tim ngọc chỉ điểm đôi môi anh đào trắng hồng, nghiền ngẫm nở nụ cười. Làm trong chuyện xưa duy nhất có thể cùng nam chính chống lại ẩn tính đại bốt, Tô Quỳ đối với hắn lòng tin quả thực không thể lớn hơn mọi người đoán thử đi nam chính sẽ là ai la la, ba, hết chương này. Chương 4 Tàn phế tiểu thư 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 Tàn phế tiểu thư 4 Phúc Trăng Viện Một lão phu nhân tóc mai hoa râm ung dung quý phái nằm nghiêng trên giường mềm, tay trái vân vê Phật Châu, nhắm mắt dưỡng thần. Hai tiểu nha đầu non nớt một trái một phải bóp vai đấm chân cho nàng, đàn hương lượng lờ bay lên trên bàn, hóa thành mây mù mờ mịt. Lúc này, một lão ma ma vội vàng từ bên ngoài chạy chậm vào, không tiếng động mà cung kính hướng lão phu nhân chúc phúc. Lão phu nhân nửa hiếp mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, bất quá hai giây, lại rất nhanh biến mất, từ bên ngoài xem ra, chính là một lão thái thái tuổi trên 50. Nhưng mà một nữ nhân có thể ở sau khi phu quân mất sớm, che chở ấu tử ở trong tòa nhà to như vậy từng bước từng bước chịu đựng đến vị trí cao nhất, làm sao có thể không hề uy hiếp. Lão thái thái khoát tay áo, cốc ma ma tiến lên hai bước, tiến đến bên tai lão thái thái thấp giọng thì thầm vài câu. Lão thái thái đột nhiên mở mắt, hồi lâu vỗ tay cười, nhìn nhà đầu lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đầu óc thật đúng là thông suốt ta sớm nhìn ra hai nha đầu bên cạnh nàng là có ngoại tâm nhưng nàng không có đầu óc nhìn không rõ lắm cốc ma ma cũng cười cái này không phải còn có lão phu nhân che chở nàng sao hơn nữa ta thấy đại tiểu thư trải qua chuyện này cũng trưởng thành ai trời đáng thương thấy phụ thân nàng thấy nàng như gặp cừu nhân đích thân ca ca lại không thân cận nàng ta cái lão thái bà chỗ nào có thể hộ nàng một đời lão thái thái ngồi dậy cười lạnh xua tay Bất quá ta xem tứ phòng tâm là càng lúc càng lớn, thứ xuất chính là thứ xuất, ỷ vào thừa chí sủng nàng, lại muốn cưỡi đến đích nữ trên đầu. Nên cho các nàng một chút giáo huấn, đi đánh hai nha đầu cổng chủ kia 50 bản, sau đó đưa đến tứ phòng. Cốc ma ma lập tức cúi đầu đáp ứng, vội vàng đi ra ngoài chấp hành phân phó. Hôm sau, trời quan đại, tô quỳ chậm rãi mở mắt. Thoải mái duỗi lưng một cái, tơ bị trượt xuống, eo nhỏ nhắn không đầy nắm chặt lộ ra cơ bắp trắng như mỡ dê. Hay cho một bộ mỹ nhân xuân khốn đồ, tiểu nha đầu tạm thời đỉnh đầu bưng chậu rửa mặt nhìn thẳng, sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Tô quỳ liếc xéo, mắt như nước xuân, ngay ra đó làm gì? Còn không tới hầu hạ ta rửa mặt. Vâng, tiểu thư chuộc tội, nô tỳ tới ngay. Nha đầu giật mình tỉnh lại vội vàng đáp, sợ ra một thân mồ hôi lạnh, sao nàng lại xuất thần trước mặt đại tiểu thư hy vọng đại tiểu thư không để trong lòng mà trừng phạt nàng. Mặc quần áo, súc miệng, lau mặt, trang điểm, sau một phen, tiểu nha đầu kinh ngạc phát hiện, đại tiểu thư cũng không khủng bố như các tỷ muội nói riêng. Ngay cả lúc chải đầu mạnh mẽ kéo một sợi tóc đen, đại tiểu thư cũng không trừng phạt cô. Tiểu nha đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại nhìn không được len lén đánh giá tô quỳ, càng nhìn càng cảm thấy đại tiểu thư tướng mạo như thiên tiên, chỉ là đáng tiếc, ai. Tô Quỳ nghiêm mặt, kỳ thật đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng buồn cười, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy, một chút thay đổi, làm cho người bên cạnh lặng lẽ tiếp nhận nàng hiện tại. Sau khi trang điểm xong, Tô Quỳ soi gương trái phải, thầm nghĩ nền tảng nguyên chủ không tệ, một đôi mắt mèo lớn mà tròn, cơ ngọc môi phấn, mặc dù tuổi không lớn nhưng cũng có thể thấy được diện mạo khuynh thành tương lai. Tô Quỳ thầm nghĩ. Nếu như ôm đùi không thành công, vẫn có thể cân nhắc sử dụng Mỹ Nam kế đi. Hết thảy xử lý thỏa đáng, Tô Quỳ trực tiếp mang theo một đám nha hoàng bà tử trùng trùng điệp điệp đi về phía phúc trang viện của lão phu nhân. Cha hảo cảm, phải bắt đầu từ búp bê. Tô Quỳ vốn tưởng rằng mình tới đã đủ sớm, không nghĩ tới vừa quẹo vào sân, chỉ thấy trước chính viện đứng một Mỹ phụ cũng hai thiếu nữ tuổi thanh xuân. Các bạn nghĩ câu chuyện dài bao nhiêu thì hay hơn. Hết chương này. Chương 5 Tàn phế tiểu thư 5 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Tàn phế tiểu thư 5 Tô quỳ thờ ơ nhìn lướt qua Nhân khẩu phùng phủ vẫn rất đơn giản Đích phu nhân sinh phùng yên nhiên thì khó sinh mà chết Hai phu nhân còn lại cũng theo sát phía sau nhau nhau chết bệnh Về phần mờ ám trong đó Còn phải chờ thương lượng Ngoại trừ tứ phu nhân ra Phùng Thái Sư còn có mấy thiếp thất, mà những thiếp không có danh phận này là không có tư cách đến trước mặt lão phu nhân thỉnh an. Về phần hai nữ tử tuổi thanh xuân khác, tô quỳ động thủ chỉ. Thiếu nữ mặc váy trắng cười duyên dáng, giữa hai đầu lông mày lộ ra một cổ cơ linh nhiệt tình, một người khác so sánh ra cũng có chút ảm đạm, tuy rằng khuôn mặt cũng coi như thanh tú, nhưng biểu tình chất phát kia nhìn cũng không đáng yêu bằng thiếu nữ váy trắng. Vài lần nhìn xuống, tô quỳ hiểu rõ, nói vậy Mỹ phụ chính là tứ phu nhân, váy trắng thiếu nữ chính là Phùng Thanh Thanh, quả thật có vài phần tư sắc. Nàng nhếch môi cười, đại nha đầu canh giữ ở cửa thấy tô quỳ tiến vào, vội vàng nghênh đón, tươi cười ấm áp, đại tiểu thư ngài tới rồi. Mau vào đi, buổi sáng lạnh, đừng để lạnh. Ai hôn ai gần vừa xem hiểu ngay. Mẹ con tứ phu nhân hận đến cắn chặt môi, tô quỳ cố ý ngẩng cao cầm bị sông lạc đẩy qua bên người các nàng, cười vô cùng đắc ý dù sao cũng không có ý định cùng các nàng kéo gần quan hệ tăng tiến tình cảm, cho nên nhiều một chút ít một chút giá trị cừu hận đối với Tô Quỳ mà nói, không kém. Đến cửa chính phòng, Tô Quỳ khóe miệng nhấc lên một vòng ác liệt phi thường cười, quay đầu lại ngữ khí nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nói. À đúng rồi, Tứ Di Nương cùng hai vị mùi mùi nếu không đi về trước đi, đợi ở chỗ này bị cảm lạnh cũng không có gì, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu tổ mẫu nghỉ ngơi a à quả thực đáng chết đây là tứ phu nhân cùng phùng thanh thanh trong lòng đồng thời phát ra tiếng lòng mấy ngày trước rơi vào hồ nước làm sao lại không chết đuối nàng phùng thanh thanh cắn cắn môi đang muốn lên tiếng giải thích bị tứ phu nhân một phen giữ chặt tứ phu nhân khuôn mặt như thường ha hả cười nói đại tiểu thư nơi nào đây là chúng ta làm vãn bối bổn phận chúng ta nhất định bảo trì an tĩnh, tuyệt sẽ không quấy rầy đến lão phu nhân tô quỳ liếm liếm môi hừ mũi một tiếng quả nhiên gừng vẫn già cây phùng thanh thanh bây giờ quả nhiên vẫn còn non nớt nàng phất phất tay áo vậy tứ di nương cứ từ từ chờ đi khi sông lạc đẩy nàng vào cửa một lão ma ma không người đi qua sau khi tiến vào chính sảnh mơ hồ có thể nghe được trong viện truyền ra tiếng nói chuyện của lão ma ma kia tứ phu nhân lão phu nhân hôm nay thân thể không khỏe miễn cho các ngươi thỉnh an trở về đi cái này lão phu nhân thân thể không khỏe chúng ta càng muốn đi vào vấn an dùng hết sức lực nha không cần tứ phu nhân tam tiểu thư tứ tiểu thư mời về đợi lão ma ma một lần nữa vào phòng tô quỳ phương chậm rãi phất tay ý bảo song lạc tiếp tục đẩy về phía trước một chút cũng không có nghe góc tường bị bắt không được tự nhiên trong miệng y y nhà nhà nha nha ngâm nga tiểu khúc nhi hiển nhiên sáng sớm phát sinh một màn đủ để cho nàng bảo trì cả ngày tâm tình tốt lão phu nhân một thân nho bào vạn thọ đầu đội trăm ngọc được nha đầu đỡ đi tới chỉ thấy cháu gái lớn yêu dấu vẫn mũi chân, bàn tay nhỏ bé từng chút từng chút vỗ nhịp, mềm giọng lầu bầu, một bộ nhiệt tình động lòng người kia cũng sắp làm cho tâm can nàng hòa tan. Nàng mặt mày hớn hở nói, ai ô ô, nhiên nhi hôm nay sao lại vui vẻ như vậy, nhưng nghe xong cái gì vui, cũng nói ra để cho tổ mẫu vui vẻ một chút. Tô Quỳ nghe được người tới trêu ghẹo, cũng không thẹn thùng, dương môi ngọt ngào cười, mã lúng đồng tiền nhỏ như là trót mật, tổ mẫu còn không biết tôn nữ nhi vì cái gì cao hứng. Con à con. Lão phu nhân điểm tráng nàng, còn chưa dùng bữa sáng sao. Đến ăn với tổ mẫu một chút. Tô quỳ lập tức gật đầu, lời hay không muốn sống nhảy ra bên ngoài, dỗ lão thái thái tâm hoa nộ phóng, mắng thẳng quỷ tinh linh nàng. Đừng chê ta dông dài, o, chương sau tranh thủ đem nam chính kéo ra ngoài chuồng, sờ sờ đâm thích nhớ sưu tầm nhà nếu không lần sau tìm không thấy ta thì làm sao bây giờ. Hết chương này. Chương 6 Tàn phế tiểu thư 6 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Tàn phế tiểu thư 6 Ngày hôm đó, tô quỳ theo thường lệ từ độ hảo cảm của lão phu nhân đi ra, đối diện liền đụng phải một nam nhân khuôn mặt thanh tuyển, ước chừng 22 tuổi. Thần sắc hắn nghiêm túc, mắt không liếc xéo, bước chân vội vàng không ngừng đi thẳng về phía trước đúng là dự định trực tiếp bỏ qua tô quỳ đang tới tô quỳ âm thầm cười khổ nam đình ở tuổi này trong phủ đại khái chỉ có một mình đại ca ruột thịt phùng tranh cũng không biết phùng yên nhiên như thế nào cá nhân ghét chó ngay cả đại ca ruột thịt cũng ghét bỏ phùng tranh mặc dù mặt không đổi sắc kỳ thật ánh mắt sớm đã không biết lặng lẽ bay về phía muội mùi trên người bao nhiêu lần hắn mặc dù phiền chán này mùi mùi âm dương quái khí bộ dáng nhưng nói như thế nào cũng là một cái thai mẹ đi ra, nào có không đau lòng đạo lý. Bất quá nếu hắn mở miệng hỏi, không chừng lại trêu chọc nàng một trận chăm chọc khiêu khích, vốn định vòng qua nàng thỉnh an lão phu nhân, lại thấy nàng biểu môi cười khổ, đồng tử mèo thật to chật lóe, mơ hồ có lệ ý. Lúc này cước bộ dừng lại, tự hồ nặng ngàn cân, rốt cuộc không nhấc lên được. Bất đắc dĩ thở dài, đây là làm sao vậy? Tô quỳ ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng phát ra ủy khuất, cái mũi nhướng lên, mang theo tiếng khóc trục trè hỏi, ca ca. Ca ca có phải hay không chán ghét yên nhiên? Phùng tranh chấn động, yên nhiên đã bao lâu rồi không gọi ca ca của mình. Hắn vốn định mở miệng an ủi, lại đột nhiên nghĩ đến trước kia vô số lần phùng yên nhiên ác ý làm kịch, cùng với hành động cười nhạo ác ý của nàng, lời muốn nói cứng trắng kẹt ở cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Vì thế hắn dứt khoát câm miệng, mặt lạnh tiếp tục đi về phía phúc trăng viện. Đến bên người, vạt áo đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé trắng noãn như ngọc nắm lấy. Buông ra. Em không. Tô quỳ vẻ mặt cuộc cường, hôm nay anh không cho em lời nói thật, em tuyệt đối không buông tay. Nhà đầu bà tử bên cạnh đồng loạt kêu trên trong lòng, đại tiểu thư cùng đại thiếu gia lại đánh nhau. Phùng tranh phiền đến phùng yên nhiên như vậy cố tình gây sự, một tay xé rách vạt áo, lời nói ra khỏi miệng lạnh như băng thấu xương vâng sau đó cũng không quay đầu lại rời đi tôi quỳ sững sờ nắm chặt một mảnh vải nhỏ xuất thân. nửa ngày sau đột nhiên quay đầu hướng phùng tranh đi phương hướng trống giận vâng 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 ta chán ghét ta làm người ta chán ghét mẫu thân mất rồi phụ thân ghét bỏ ta bây giờ ngay cả ca ca cũng chán ghét ta ta còn sống làm chi dứt khoát chết hết rồi cách phúc trăng viện không xa có một hồ sen nhỏ, hôm nay đang là đầu hạ, hoa sen trong hồ trắng nõn mềm mại, thước tha nở rộ. Tô Quỳ đã sớm nhắm chuẩn cái ao này, lúc này buông lời tàn nhẫn, cũng không cần nha đầu động thủ, hai tay mình dùng sức đẩy bánh xe, từng chút một hướng hồ sen dời đi. Nha đầu bà tử nhất tề kinh hải. Cốc ma ma càng sợ tới mức mặt già tái nhợt, kịp phản ứng vội vàng đưa tay ngăn lại, vẻ mặt lão lệ tung hoành, đại tiểu thư đại tiểu thư của ta nha, ngài làm cái gì vậy, mau đừng nghĩ không ra, đại thiếu gia chỉ là nhất thời tức giận, ngài. Tô quỳ một phen cắt đứt lời của nàng, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt giống như trân châu đứt dây, cốc ma ma, người đừng ngăn cản ta, kỳ thật trong lòng ta đều rõ ràng, thái sư phủ đại tiểu thư là một phế nhân bất lương, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chê cười phụ thân cùng ca ca, dứt khoát để cho ta đi chết. Cũng tốt toàn bộ thanh danh thái sư phủ. Tô Quỳ cố gắng đẩy bánh xe đi về phía hồ sen, cốc ma ma liều mạng kéo ở phía sau, những nha đầu khác tất cả đều choáng váng, đây là nháo chỗ nào ra a. À? Để cho ta chết, cốc ma ma, người buông tay. Mắt thấy đến bên cạnh ao, Tô Quỳ làm bộ muốn nhảy, cốc ma ma ôm lấy nàng, thê lương như heo vết khóc kêu lên, đại thiếu gia. Ngài mau tới đây, đại tiểu thư muốn tìm đoạn Kiến a. Được rồi, ta nuốt lời, chương này là xoát ca ca hảo cảm. Hết chương này. Chương 7 Tàn phế tiểu thư 7 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Tàn phế tiểu thư 7 Tô quỳ bị cái này dết heo giống như là hét dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nàng vốn cũng không có ý định thật sự nhảy được không? Bất quá nếu cốc ma ma phối hợp như vậy, nàng không lợi dụng một chút đó mới là đầu óc nước vào. Trong lòng yên lặng đối với lừa gạt một lão nhân gia ấy nấy một giây đồng hồ, tô quỳ càng ngày càng dãy dụa lên cốc ma ma ngươi không cần gọi ca ca liền để cho ta chết đi phùng tranh vốn định không để ý tới cho rằng phùng yên nhiên lại là trước sau như một cố làm ra vẻ không nghĩ tới càng là không để ý tới phía sau càng là loạn thành một đoàn anh nhíu mày xoay người bước nhanh trở về đè nén lửa giận cầm tô quỳ lên đủ rồi em còn ngại không đủ mất mặt sao tô quỳ giống như bị anh nhẹ nhàng nhấc lên trong lòng bực bội muốn chết cứng miệng nói buông tôi ra tôi muốn làm gì cần anh quản không phải anh ghét tôi sao vậy anh trở về làm gì phùng tranh bị tức cười tiếng cười trong trẻo ta mặc kệ hôm nay ai cũng không được ngăn cản ta ở bên cạnh nhìn ngươi nhảy cốc ma ma nghe kinh hãi vội vàng ở một bên khuyên đại thiếu gia ngài đừng kích thích tiểu thư nàng cũng là trong lòng khổ a à. lời này quả thực không giả phùng yên nhiên từ lúc mang thai đã hai chân vô lực không tốt mặc dù mang danh tiếng đích nữ nhưng lại không có mẫu thân bảo hộ hay là phụ thân chán ghét hạ nhân trong phủ mặc dù cung kính với nàng sau lưng không biết bố trí nàng như thế nào đây cho nên phùng yên nhiên cũng bất quá là dùng tính tình ngang ngược vô lễ tranh thủ sự chú ý của phụ huynh che giấu nội tâm tự ti bất an mà thôi tô quỳ nghe nói thay đổi sắc mặt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nghẹn đến đỏ bừng mở to một đôi đồng tử mèo trong suốt chớp chớp liếc trọng phùng tranh. Thấy hắn hờ hững, quỷ khuất muốn rơi lệ. Xấu hổ phẫn nộ muốn chết, hận không thể đâm đầu vào trong hồ sen rốt cuộc không cần đối mặt với tất cả hỗn loạn trên đời này. Đang vùi đầu, đột nhiên thân thể nhẹ nhàng, người đã rơi vào một cái sạch sẽ rộng rãi lòng ngực. Bàn tay khô ráo xoa xoa sợi tóc của nàng, nhẹ giọng thở dài tại đỉnh tóc của nàng vang lên, ai, thật không biết ngươi nha đầu này lại muốn chỉnh cái gì thiêu thân mau thu lại ngươi cái kia cá sấu nước mắt đi sau đó phùng tranh vung ống tay áo trở về từ ngày đó phùng tranh đưa tô quỳ về phòng lại bị tô quỳ cuốn lấy để cho hắn dỗ nàng ngủ về sau giữa hai huynh muội như là có cái gì trở nên bất đồng mới đầu phùng tranh luôn đề phòng tô quỳ sẽ làm cái gì thiêu thân không chịu để ý đến cô cho dù là tô quỳ đi tìm anh cũng sẽ bị trực tiếp cự tuyệt ngoài cửa sau đó tuy rằng tốt một chút nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu bất quá là từ ngoài phòng đi vào trong phòng sau đó phùng tranh đem nàng đẩy tới sẽ không quấy rầy hắn khoảng cách sau đó không nhìn bất quá đối với tô quỳ mà nói đây đã là một tiến bộ rất lớn từ lúc đối với phùng yên nhiên trợn mắt nhìn coi nàng là không khí đến phía sau đăng đường nhập thất tô quỳ dùng một tháng lẻ ba ngày cộng lại tô quỳ đến triều đại nguyên đã tròn ba tháng mà nội dung vở kịch cũng chính thức mở màn năm đại nguyên thứ bảy, tháng 8, sau khi nguyên dương đế đăng cơ lần đầu tiên đại tuyển tú nữ. Trên tới văn võ bá quan, dưới tới bình dân bách tính, phàm là nữ tử vừa độ tuổi đều phải trúng cử, lại trải qua sơ tuyển, từ huyện, quận, châu phủ từng vòng sàng lọc xuống, thông qua xét duyệt cuối cùng, đều là mỹ nhân khó gặp trên thế gian. Đương nhiên, quy củ cũng có ngoại lệ. Ví dụ như, phùng yên nhiên, phùng thanh thanh, phùng nhược vũ ba tỷ mùi phụ thân các nàng chính là đương triều thái sư, hoàng đế muốn vững chắc quyền lợi, không thể thiếu muốn ở hậu cung thu vài tên quyền thần chi nữ, để trấn an thần tâm. Tô Quỳ biết nội dung vở kịch, hôm nay là bắt đầu bi kịch cả đời Phùng Yên Nhiên, cũng là bắt đầu thay đổi vận mệnh của cô. Đón ánh mặt trời chói mắt phía chân trời, đôi mắt mèo của Tô Quỳ hít lại thành một đường thẳng. Mà xa xôi thư phòng lật xem tấu chương người nào đó, đột nhiên cả người phát lạnh, có một loại bị người nào nhìn trộm thật lâu cảm giác. Chương sau, ta cho các ngươi gặp được người muốn gặp. Vung vuốt, hết chương này. Chương 8 Tàn phế tiểu thư 8 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Tàn phế tiểu thư 8 Phủ Thái Sư từ khi nhận được chiếu thư đã bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy, kỳ thật chuẩn xác mà nói, trong phủ từ lão phu nhân Phùng Thái Sư, cho tới thiếp thất di nương đều biết rõ điều này nhất là trong ba tiểu thư trong phủ tứ di nương liền chiếm hai người mấy ngày nay đều là ngẩn cầm đi đường uy vũ sinh phong một bộ tiểu nhân đắc chí phùng thanh thanh cùng phùng nhược vũ sớm bị tứ di nương lôi kéo phùng thái sư mời lão ma ma trong cung dạy dỗ đối với lễ nghi quy cũ trong cung đều hiểu rõ ràng ngược lại phùng yên nhiên bởi vì thân thể lại bị xem nhẹ dù sao tất cả mọi người rõ ràng vì đại tiểu thư này trăm phần trăm muốn không được chọn chỉ chớp mắt đã đến ngày 3 tháng 8, hôm nay chính là ngày tú nữ vào cung. Lão phu nhân hòa ái đưa nàng lên xe ngựa, sờ sờ đầu nàng, như là tô quỳ không phải vào cung mà chỉ là ra cửa một chuyến, rất nhanh có thể trở về. Nhiên nhi, phải ngoan. Cuối cùng lão phu nhân chỉ nói với nàng một câu. Tô quỳ cười híp mắt, gật đầu thật mạnh, ừ, biết rồi. Dư quan nhìn về phía cách đó không xa phùng thái sư cùng tứ di nương đứng ở một bên, đem Phùng Thanh Thanh cùng Phùng Nhược Vũ đưa lên xe ngựa, bộ dáng cẩn thận dặn dò, không khỏi tối sầm hai mắt. Tô Quỳ lập tức rủ mi mắt xuống che đi sự trào phúng trong mắt, Phùng Thái Sư này cũng lạnh nhạt lợi hại, Phùng Yên Nhiên thật sự là một nha đầu ngốc, đều bị không nhìn thành như vậy cương nhiên còn ông ảo tưởng đối với tình thương của phụ thân. Nhìn bộ dáng này của Tô Quỳ, lão phu nhân thở dài, khoát tay không nói gì, hiển nhiên bà cũng không thể làm gì được đứa con trai này. Phùng Tranh vẫn bất động thanh sắc khoanh tay đứng, đứng trước phủ bất động thanh sắc nhìn chăm chú Tô Quỳ thấy thế, ánh mắt lóe lên. Nhìn nàng nhu thuận làm đúng với lão phu nhân, má lúng đồng tiền nhỏ tự như rót mật, nhìn nàng tha thiết nhìn phụ thân, lại không chiếm được một tia chú ý thất vọng quỷ khuất. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại có chút đau đớn rầu rĩ, nhớ tới biểu hiện của Tô Quỳ trong một tháng qua, giống như quả thật thay đổi tính tình phùng tranh cuối cùng vẫn là cất bước tại xe ngựa xuất phát trước đến gần, giống như lão phu nhân đồng dạng đưa tay xoa xoa nàng sợi tóc, ở trong cung không phải ở nhà, có thể tùy ý ngươi hồ nháo, ngươi cũng không nhỏ, ở trong cung nhớ kỹ không thể kém đạp lầm, chờ qua mấy ngày, ca ca liền đi đón ngươi. Tô Quỳ mắt mèo sáng lên, lập tức nở một khuôn mặt tươi cười, làm cho hắn hoa mắt, ư. Ừ. Xe ngựa chậm rãi khởi động, đi về phía hoàng cung đứng sừng sững giữa kinh đô. Tô Quỳ dùng sức vẫy tay với lão phu nhân và anh trai, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Chậm rãi buông tay xuống, ngồi vào trong xe, Tô Quỳ nhẹ nhàng nhếch môi nở nụ cười, cô gật gật môi anh đào, tâm tình tốt thần kỳ. Đây coi như là công lược thành công sao? Cho nên, cho dù là ông không thành bắp đuổi thô, nàng cũng có đường lui. Ít nhất, nàng không còn cô độc như Phụng Yên Nhiên nữa, không còn đường để đi. Vì thế, tâm tình tốt lên, Tô Quỳ bắt đầu ngâm nga một bài hát. Nói cái gì mà thiên trường cộng địa cửu, hắn nói là có vui cùng sung sướng, hắn nói là có sầu cùng xu nịnh. Cho tới bây giờ, đúng là gió thu thổi qua tai, tất cả ân tình một bút câu. Chỉ rơi vào một thân cô ảnh, một giấc mộng đẹp một khi đã qua. Tô Quỳ nhếch ngón tay hoa lan lên, mềm giọng lầu bầu, bi ai ưu sầu đem một khúc đổ thập nương hát rất sống động giống như thật sự có một người phụ lòng phụ nàng. Lúc này, một chiếc xe ngựa tạo hình xa xỉ cùng xe ngựa phùng phủ lướt qua, phía trên xe một lá cờ nhỏ đón gió bay múa, trên cờ là một con sói cô độc ánh mắt nham hiểm nham hiểm. Trong xe một nam tử một tay chống má, ngón tay ngọc thưởng thức một cái chén sứ xương bay lên bay xuống, thân lưu vân bào ngân quan lưu chuyển, một bộ dáng nhàm chán đến cực điểm. Cho đến khi hắn nghe được giọng hát mềm mại kia, có chút câu nói thậm chí bởi vì chủ nhân lăn lộn không thèm để ý thanh âm lúc lớn lúc nhỏ nghe không rõ ràng, nhưng vẫn có thể dẫn dắt tâm phách người ta. Nam tử cũng nói không rõ là một loại cảm giác gì, nếu như cứng rắn muốn nói, đó chính là. Tự như cô hồn giả quỷ tự do trăm năm đột nhiên tìm được nơi quy túc, cuộc sống hoảng sợ không chịu nổi một ngày sẽ hoàn toàn rời xa hắn, hắn sẽ không còn cô độc. Hết chương này. Chương 9 Tàn phế tiểu thư 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Tàn phế tiểu thư 9 Hoàng cung đại nguyên lưu liên ngói vàng Từng tòa cung điện ẩn sau tường cung màu đỏ thẫm Tầng tầng chồng lên nhau không biết bao nhiêu Tô quỳ ở trên xe ngựa lắc lư gần như muốn ngủ Lúc này cốc ma ma ở bên ngoài vén rèm lên Tiểu thư, chúng ta đến rồi Mà dựa theo quy củ Tú nữ phải đi bộ vào cung Cho dù tô quỳ không giỏi đi lại, cũng quả quyết không có khả năng ngồi xe ngựa vào cung. Tuy rằng Tô Quỳ cũng rất muốn chăm chọc bút này, nguyên dương đế thiếu nữ nhân đến mức nào mới có thể liệt nguyên thân vào trong tú nữ dự tuyển. Tô Quỳ đỡ tay cốc ma ma, sau đó ngồi lên xe lăn. Lúc này cảm giác trên người ném tới một đạo thiêu liệt ánh mắt, cực kỳ có tính xâm lược, cơ hồ muốn đem nàng từ đầu đến chân thiêu đốt hầu như không còn. Tô Quỳ ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền đâm vào một đôi mắt đen như giếng cổ sâu không thấy đấy. Người đàn ông mới từ trên xe ngựa xuống, có lông mày sắc bén, đôi mắt lạnh như băng, ngũ quan như đau gọt, môi mỏng khẽ mím. Lúc này hắn khoanh tay mà đứng, dáng người cao lớn cao ngất ở giữa một đám hầu gái xinh đẹp, càng nổi bật hơn. Đôi mắt băng hàng của hắn rơi vào trên người Tô Quỳ. Tô Quỳ giật mình sửng sốt một giây, một lát sau đột nhiên nhìn thẳng về phía anh, nở một khuôn mặt tươi cười thật to với anh, lúng đồng tiền bên má lõm xuống thật sâu. Nụ cười kia tươi đẹp như mặt trời chói chang ngày ba tháng, hừng hực khí thế, kinh diễm đâu chỉ có một mình hắn. Chỉ nhìn ánh mắt các tú nữ khác nhìn về phía tô quỳ, giống như dao băng hận không thể hóa thành thực chất đâm nàng vài cái, đủ để thấy được lực sát thương của nụ cười này của tô quỳ. Nam nhân hiếp hiếp mắt, mắt phượng hẹp dài lộ ra tà tứ, đột nhiên sải bước đi về phía nàng bước chân kiên định hữu lực, như là tay cầm bảo kiếm chiến sĩ, mang theo đủ để nghiền ép thiên địa khí thế đập vào mặt. Tư thái này, có thể chôn vùi tất cả. Tô quỳ lẳng lặng dựa vào xe lăn, nụ cười trong trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không ai bị nổi. Mà trong nội tâm, nàng khẩn trương có, kích động có, nhưng những thứ này đều không sánh bằng cái loại run rẩy từ trong linh hồn tản mát ra. Hưng phấn lớn hơn sợ. Bất quá ngắn ngủn mấy chục mét, lại giống như là đi trăm năm dài như vậy. Người đàn ông chỉ nhìn cô, từng bước một xuyên qua đám đông yên tĩnh không tiếng động, một mình đi tới bên cạnh cô. Từ trên cao nhìn xuống hạ thấp mí mắt nhìn cô, cô tên là gì? Tô Quỳ nhếch môi cười tùy ý, mang theo chút khiêu khích, cậu thì sao? Cậu tên gì? Còn chưa từng có một người dám ở trước mặt hắn không kiên nể gì như thế, chẳng những không nhìn hắn hỏi, còn dám thẳng thắn ép hỏi tên của hắn thú vị. Nam nhân nhíu nhíu mày, đại khái xem như thiếu nữ. Đúng rồi, thiếu nữ, một thiếu nữ kiệt ngạo bất tuân, trong xương lộ ra giảo hoạt. Sau một lúc lâu, hắn cười khẽ, à, ta gọi quân mạc, nhớ kỹ. Quả nhiên là hắn. Tô Quỳ ngẩng đầu nhìn anh, quân mạc quá cao, với tư thế hiện tại của cô, quan sát quả thực phí sức. Vì thế, Tô Quỳ làm một chuyện khiến mọi người kinh ngạc rất cầm nàng vương bàn tay nhỏ bé trắng nõn túng lấy bàn tay to lạnh lẽo của quân mạc, từng chút một, chậm rãi kéo xuống phía dưới. Càng làm người ta giật mình chính là, quân mạc dĩ nhiên thập phần phối hợp cúi người xuống một chút, cuối cùng chậm rãi nửa ngồi sổng ở trước mặt của nàng, cùng nàng nhìn thẳng. Vậy thì tốt rồi. Tô Quỳ thu tay về, trong nháy mắt tay cô rời đi, trong lòng quân mạc có chút không nở. Tô Quỳ như làm một chuyện lớn, cười vô cùng vui vẻ tôi tên là A Quỳ. A Quỳ. Quân mạc lặp đi lặp lại cái tên này, cảm giác có thể lộ ra mật. Hết chương này. Chương 10. Tàn phế tiểu thư 10. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10. Tàn phế tiểu thư 10. Trước mắt phát sinh hết thảy kịch tính như thế, đây là tiếng lòng không hẹn mà cùng trong lòng mọi người. Cốc ma ma hơn nửa ngày kịp phản ứng, vừa vặn nghe được tô quỳ tự giới thiệu, cả kinh mồ hôi lạnh đều toát ra cũng làm khó một lão thái thái vốn nên hưởng thụ niềm vui gia đình lại cả ngày vì tô quỳ mà lo lắng đề phòng đây chính là quân mạc a quân mạc nắm cả đại nguyên trong lòng bàn tay nhiếp chính vương danh xứng với thực chủ tử sau lưng đại nguyên nàng run rẩy quỳ rạp xuống đất run rẩy mở miệng thỉnh an vương gia vương gia ngài thứ lỗi nếu tiểu thư nhà ta trong lúc vô tình mạo phạm ngài mong ngài đại nhân có đại lượng chuộc tội động tác này của cốc ma ma đồng loạt đánh thức một đám người vì thế ngoài hoàng cung cầm tiền đỏ thắm ào ào quỳ xuống một đám lớn tô quỳ không dễ phát hiện nhíu mày thầm nghĩ may mắn thân thể này của nàng là một tàn tật không cần quỳ xuống cúi đầu ở cổ đại cao thấp quý tiện đẳng cấp càng rõ ràng này động tác này của nàng tự cho là che giấu rất tốt cũng đã không kém chút nào rơi vào trong mắt quân mạc không biết như thế nào nhìn biểu tình không thoải mái của nàng trong lòng quân mạc cũng không dễ chịu quả thực nhập ma chướng, còn không tự biết. Hắn lạnh lùng vung tay áo, đều đứng lên đi. Lại nói với cốc ma ma chậm chạp không chịu đứng dậy, ngươi cũng đứng lên, bổn vương không trách nàng là được. Tô quỳ lại giống như đột nhiên kịp phản ứng, mở hai con mèo trong suốt, ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, ngươi lại là vương gia. Cái gì gọi là ngươi lại là vương gia? Cốc ma ma chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen, vốn tưởng rằng đại tiểu thư trải qua kiếp nạn mấy tháng trước rốt cục trưởng thành, lại không nghĩ tới. Thì ra là tích lũy chiêu phóng đại. Lúc này, đột nhiên từ trong đám đông chạy ra một cái dáng người yếu điệu váy xanh thiếu nữ, thình thịch quỳ rạp xuống đất, hướng về phía quân mạc mảnh dập đầu, một bộ lê hoa đái vũ khuôn mặt xinh đẹp ta thấy mà thương. Nàng trước kia không phải như vậy, lần này không biết là làm sao vậy, cư nhiên nói hưu nói vượng, vương gia ngài lại nể mặt gia phụ tha cho nàng một hồi đi. Quân mạc nhíu chặt mày, thiếu nữ này là chuyện gì xảy ra? Còn có lời khó hiểu này, nàng vừa rồi là điếc sao? Không nghe thấy hắn đã hứa hẹn với cốc ma ma sẽ không giận chó đánh mèo với tiểu thư nhà nàng sao? Bất quá rốt cuộc là người đấu đá ở trung tâm quyền lợi từ nhỏ, không tới nửa giây liền trong nháy mắt hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ thấy tô quỳ vẫn như cũ một bộ không liên quan đến đau khổ bộ dáng, môi anh đào ngậm cười xem kịch vui giống như nhìn thiếu nữ váy xanh diễn trò. Cũng vui vẻ phối hợp, ô, lệnh tôn là. Thiếu nữ trong lòng vui vẻ, cố nén muốn nhảy ra lòng ngực trái tim, mang theo tiếng khóc nói, gia phụ chính là đương triệu thái sư phùng thừa chí, vương gia ngài đại nhân đại lượng, tha cho tỷ tỷ đi. Quân mạc lại không tiếp nàng chuyện này, ngược lại đối với tô quỳ cảm thấy hứng thú hơn chút, ngươi vừa mới nói nàng trước kia không phải như vậy, vậy nàng trước kia là bộ dáng gì? cái này. Phùng Thanh Thanh ánh mắt lấp lánh, một bộ có khổ nói không nên lời. Cốc ma ma vốn còn tưởng rằng Phùng Thanh Thanh là thật sự có tâm cầu tình, lúc này mới biết được, thứ xuất chính là thứ xuất, vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Còn chưa lên làm hoàng phi, đã vội vàng bôi thuốc mắt cho đích tỷ rồi. Tô Quỳ không nhìn được cười, nàng ho khan vài tiếng, liếc xéo Phùng Thanh Thanh, bàn tay nhỏ bé chỉ nàng trào phúng không chút lưu tình, ngươi a ngươi, thật đúng là không chịu buông tha bất kỳ một cơ hội bôi nhọ ta nào a à, ngươi muốn nói cái gì nói ta trước kia kiêu ngạo ương ngạnh trách móc nặng nề hạ nhân bất kính trưởng bối phải không phùng thanh thanh hốc mắt trưng trưng trừng to hai mắt bi thống nhìn tô quỳ không dám tin nói tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a à? hết chương này